Thưa quý vị, dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, hàng trăm ngàn lao động bị mất và tạm dừng việc làm. Để tiếp sức cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng với cả nước, Đà Nẵng đang nỗ lực chi trả kịp thời tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết có gần 200.000 lao động thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, đơn vị đã chi trả cho gần 180.000 trường hợp với số tiền gần 431 tỷ đồng. Trong đó có hơn 161.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81%. Hơn 18.000 lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,7%. Đối với đối tượng mà đang tham gia thì hiện nay đã gửi hết cái danh sách xuống cho đơn vị khoảng là hơn 199.000 người. Như vậy thì đến bây giờ nó là thu về khoảng 92%. Nhưng mà đến nay thì bảo hiểm xã hội đã rà soát và đã giải quyết được là hơn 161.000 người. Còn lại nó là cái số mà bảo hiểm thất nghiệp mà bổ lưu á, hiện nay thì chúng tôi đã nhận được là khoảng 29.000, hơn 29.900. Như vậy nó là, nhưng mà trong đó thì có 9.000 đó thì 900 đó thì coi như là chưa đủ điều kiện hoặc là khai báo thiếu. Thì hiện nay chúng tôi đã giải quyết được là 18.500. Theo nghị quyết 116 của Chính phủ, người lao động được hỗ trợ bằng tiền theo 6 mức. Cụ thể, hỗ trợ 1,8 triệu đồng đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng. Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, được hỗ trợ 2,1 triệu đồng. Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, được hỗ trợ 2,4 triệu đồng. Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, được hỗ trợ 2 triệu 650 ngàn đồng. Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, được hỗ trợ 2,9 triệu đồng. Từ đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3,3 triệu đồng. Hiện tại thì đơn vị của em là có 127 nhân viên. Vừa rồi tháng 10, tháng 11 là bên em nhận làm thủ tục theo cái nghị định 116 và tất cả nhân viên đều đã được nhận hết rồi. Thời gian Covid vừa qua thì tình hình chung ai cũng khó khăn hết. Nên được nhận cái gói hỗ trợ này, nhân viên rất là vui mừng. Tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động nhận tiền chi trả, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thành lập ban chỉ đạo chi trả bảo hiểm thất nghiệp từ thành phố đến quận huyện, tiếp nhận hồ sơ trong cả ngày nghỉ, thực hiện chi trả trực tiếp đến người lao động qua thẻ ATM. Đối với cái đối tượng đang hưởng thì chúng tôi dự kiến là khoảng từ nay đến 15 hoặc 20 nữa thì phải hoàn thành cái số này. Còn lại nó là cái số mà bảo hiểm thất nghiệp mà bổ lưu á. Đối với những cái người mà chấm dứt hợp đồng mà từ ngày 1/1 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 mà có bổ lưu và tại có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bổ lưu thì sẽ hoàn thành theo cái tiến độ là cũng qua 1 tháng 12 năm 2021. Để được hưởng trợ cấp theo nghị quyết 116 của Chính phủ, các doanh nghiệp đơn vị cần lưu ý. Hạn chót để các doanh nghiệp đơn vị nộp hồ sơ là ngày 10 tháng 11 năm 2021. Và chậm nhất là đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động tại các doanh nghiệp sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Riêng đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, phương thức chi trả tiền hỗ trợ là người lao động khai báo thông tin, đề nghị nhận hỗ trợ theo mẫu gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Thời gian tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.